Trời ơi, cái lắm mà các bạn coi, đầu nó bự ra. Nó bự chút bánh rồi. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Anh Tư Hải TV. Đó các bạn ơi, thì buổi chiều ngày hôm nay mình sẽ làm một clip sinh tồn nha. Ủa cha, sinh tồn vì sao có con với cha cha? Không đủ tem mình đi theo cha. Đúng, đúng. Thì ngày hôm nay mình đi sinh tồn thì tem mình đi học hết trơn rồi. Ngày hôm nay mình làm một clip sinh tồn rất đặc biệt luôn. Ngày hôm nay có sự góp mặt của chú chim này nha. Ủa cha, mình sinh tồn mình dẫn thì mình bẹp chi cha cho chúng ta dưới chân cha. Nói chung á là con mì bẹp này hôm nay mình nuôi thì nó đã lớn khôn bạn ơi, nhưng mà chưa có dịp để mình dẫn nó đi săn bắt sinh tồn nha. Đó thì mình sợ khi mình thả ra là mình sợ nó bay thiên nhiên mất luôn nha. Thì nhân dịp ngày hôm nay mình sẽ làm một clip sinh tồn, thì mình sẽ dẫn nó theo săn bắt sinh tồn để cho nó quen cái tính đi săn bắt nha bạn. Thì khi nào mà nó quen rồi mình sẽ thả cho nó tự kiếm mồi ngoài thiên nhiên nó sống, chứ hơi nào mà cha kiếm mồi cho nó ăn hoài, đúng không con? Đúng, hợp lý. Đó rồi, ngay lúc này mình mời các bạn theo chân mình nha. Ủa cha, mục đích sinh tồn lần này cha là cha định kiếm mồi cho mình bèo ăn không hả cha? Đúng rồi, thì ngày hôm nay nói chung mình sẽ đi tìm cá cho nó ăn rồi mình quay cho bạn xem luôn. Và mình cho nó quen cái cách mà bắt cá sinh tồn, chứ ai bắt nó ăn hoài con. Ủa cha lo cho mình bèo, không lo cho con hả cha? What? Trời ơi, nói vậy sao được. Thì bây giờ là mình sẽ tìm, nếu mà có thức ăn thì mình sẽ lo cho con, do con bị mệt luôn, hiểu chưa? Dạ cha, mà không lo cho con là con mát mẻ cha. Adu. Trời ơi, làm sao mà bỏ quên con được. Thì nói chung á, con cố gắng phụ với cha nha. Tìm những con cá khổng lồ cỡ bắp giòi nè, mình sẽ nước ăn được không? Dạ. Ngày hôm nay mình sẽ sinh tồn bằng cái thau nha các bạn. Cái thau này để chi? Để khi mình có cái dụng nước là mình sẽ tát. Rồi không cần thiết thì mình sẽ để bị bẹp vô đây nè. Đó, mình sẽ thả cho xong cho nó theo mình nha. Dạ. Rồi con cầm cái nơm mày đi. Mà con đi cũng nơm dính cá nha. Rồi, đi thôi con trai ơi. Đi thôi. Bây giờ mình sẽ lội theo con sông này để mình kiếm cá nha. Dạ. Đó. Các bạn thấy không? Thì khi nó mới ra ngoài thiên nhiên á, nó cảm thấy nó nhát, nó rất là nhát luôn nha, nó không quen nha. Bây giờ mình tập đi lần lần cho nó quen nha. Bây giờ mình sẽ tìm một cá vòng vòng đây nha. Được cái dừa. Nửa cái dừa nãy nữa. Không có cá hết trơn rồi ta. Ôi cha, dính gì rồi cha ơi? Dính là mày bắt được không? Dạ dính rồi cha, có một chảng rồi, dính nó lắm vậy cha. Ủa đã gì vậy, còn bắt được không? Chị cho bắt được rồi cha. Đâu cá bự không? Cá này là cha. Hả? Trời ơi, sao trái dừa có nó cá lóc? Trời ơi cha, con cho cha vậy thôi cha, chứ chỗ nè nước ngọt quá sao có cá được cha. Vậy bây giờ mình tìm cá ở đâu? Mình tìm cá ở nơi nước cạn đó cha. Nước cạn là chỗ nào cạn con? Nước cạn à, con nhớ cha, ở sau nhà mình có mương nước cạn đó cha, hay là giờ mình lại thử đi cha. À, ý con nói là bây giờ mùa khô rồi mình sẽ đi tìm những cái mương nào mà nước cạn phải không? Dạ. Rồi cá nó sẽ lọt lại mình sẽ bắt được nha. Dạ. Rồi đi thôi cha ơi. Đi thôi. Đó thì cha con mình đã ra một cánh đồng khá là lớn rồi nha. Bây giờ mình sẽ tìm bắt cá nha. Mà bác Diễn ơi, hồi nãy giờ con kêu cha ra ngoài cánh đồng bao la này nè, nó có cá nãy giờ cho đi không thấy cái nẹp gì hết trơn à. Ủa cha, mình bắt cá cha mình phải xuống mấy mương cái cha, thấy nước nhỏ nhỏ động lại cha, có cá chậm chứ ở trên đồng khô vậy không lẽ có cá cha. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. À, nghĩa là con nói trên đây trên bờ hú cá phải không? Dạ. Vậy hả? Rồi bây giờ sẽ kiếm ngoài mương phải không? Dạ. À, phát hiện phát ơi, đây có cái mương nè. Ôi ơi, đây còn nước phát ơi. Bây giờ mình nghĩ đây có cá phát ơi. Con coi đây có cá không nha. Ở đây có nước nè các bạn ơi. Ủa, có cá lóc không nha. Ôi trời, có lóc bắt được phát ơi. Ủa, có cá bạn ơi. Trời ơi, đây nó có nước có cá phát ơi, mới được cá lóc thì chẳng luôn. Dê yeah, dạ. Trời ơi, có cá nhưng mà ở đây các bạn biết sao không? Ở đây mấy cái lông muốn nó ra bít chịch trơn à. Thật sự bắt khó bạn ơi, mới đụng nó nhảy mất tiêu luôn rồi. Trời ơi, vậy là mình phải kiếm cái chỗ nào cạn cạn luôn ơi, chỗ này khó bắt quá. Dạ. À, xảy con cá quá trời tiếc luôn rồi. Ôi Phát ơi. Dạ. Phát hiện ở đây có cái mương. Bây giờ sẽ tìm có cá không nha. Trời ơi, cái mương này đâu có cá đâu con trai, sao có cá hết trơn vậy? Trời ơi cha, cha bị gì cha, cha thấy cái mương không? Khô queo không có miếng nước gì, cỏ không, cá nào sống trong đây cha. Ủa nãy cha nghe con nói là cái mương nào có nước là có cá phải không? Ủa mương này có nước luôn cha. À vậy mình sẽ đi tìm cái mương nào có nước mới có cá phải không? Dạ. Đi. Thật là quải trưởng các bạn ạ. À. Trời ơi, đi nãy giờ có buổi trời có gì đâu con ơi. Ủa trời. Hả? Con phát hiện này mương này có quá trời dấu luôn rồi cha. Ủa cái dấu gì lắm vậy ta? Trời ơi, cái dấu này dấu rắn gì Phát ơi. Trời ơi cha, rắn đâu rắn cha,
Không lẽ mà cái dấu mà nó láng như này giống cá hả trời? Dạ à, vậy là mình biết rồi bạn ơi. Thì do nước nó cạn đi thì những em cá ở đây là nó nấp lên, nó tìm cái đường đi để thoát thân nha. Bây giờ mình trải nghiệm coi thử còn cá đây các bạn ơi. Hình như còn cá nha. Đi dạ. Trời, chúng mánh này có chừng cái mưa này có cá nha. Bây giờ mình sẽ để chút gì mình bịp ở đây, mình sẽ đi trải nghiệm bắt cá nha. Đi có chừng dính cá nha con trai. Ê, dính tép điêu chưa? Tép điêu phải không? Thôi con này nhỏ quá. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm mình cho mì bẹp ăn thử năng hay không nha. Hồi nãy giờ nó đói rồi. Nè ăn con nè. Nè ăn đi. Nè nè. Ăn đỡ con tép đi nha. Đó ăn đỡ con tép đi. Đó. Bây giờ thì mình sẽ tìm con khác nha. Trời ơi, trời chứ không phải vừa đi đó trời. Đó, trời chỉ có cá nha. Ê con lóc gì bác ơi. Ê, lóc con lóc. Ôi từ từ lại đi con ơi. Vậy là con cá bạn ơi. Như vậy là bắt vậy nó mới đụng cái lóc chảy cái đụng bạn ơi. Quá đã. Bây giờ mình sẽ tìm nha. Con này đồn tép không trời. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ mò cá nha. Ủa cá quá trời bạn ơi. Nó nhảy ghê quá trời. Trời ơi vậy là có lóc nó nhảy phải không? Dạ. Như vậy là cái dấu nãy là dấu cá lóc đó nha. Trời ơi có cá rồi mình mừng quá. Ôi để con lên chảnh mọc xuống đi cha. Thôi bây giờ cha con mình mò đuổi tới đi. Dạ. Nếu mà có thì mình sẽ bắt bỏ vô thao nha. Chúng mánh nè bạn ơi, mình phát hiện cái mương này khá là cạn nước nè. Chắc mình nghĩ đây có cá nhiều nè. Đây được con em tép rồi, thôi mình sẽ cho con bìm bìm nó ăn nha. Con nào nhỏ sẽ bắt con bìm bìm nó ăn. Mình sẽ dẫn chúng chim bìm bìm theo qua nữa. Ui em có hiện cái mồi mới chơi mồi nằm rồi cha. Coi chừng nghe nãy cá lóc nó nhảy đây phát ơi, coi chừng có nha. Coi chừng mình nghi ngờ cái mương này có cá khủng nha. Trời ơi vậy mà còn do tưởng cá lóc nữa chứ. Ôi, đụng cá phi nữa kìa. Có phi đúng không? Có. Thì chừng có cá khổng lồ nha. Ôi, có được rồi. Hồi nãy giờ con bìm bìm mà nó thất vọng quá bạn ơi. Chưa có cá gì để nó ăn hết trơn á. Cố gắng mình tìm cá cho bìm bìm nó ăn nha. Phải từ từ chứ. Đúng rồi. Con cá lóc này nó nhảy cái đùng phải không? Rồi chúng ta vừa rồi. Ôi, như dính con rồi. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Dính con mò dính con gì rồi. Ơ dính thiệt cái gì. Cái gì hả? Cá phi. Cá phi bỏ vô. Như vậy là đây có cá phi các bạn ơi. Chúng mánh này mình phát hiện cái đìa này chúng mánh nè bạn ơi. Ở đây không ai phát hiện, chỗ này kín quá trời phát triển ha. Đấy. Được em cá phi rồi bỏ vô. Yeah. Như vậy là con khởi hành đầu tiên các bạn ơi, mở màn. Còn con nào không? Hết rồi, con ơi sao ra đi trước cho. Dạ. Ơi cá phi, cá phi, cá phi bự. Rồi bắt dính đi con, dính rồi. Bắt ơi, đây có cá phi ngay mình con nữa. Bắt dính rồi, dính rồi. Rồi thử dính vô. Trời ơi, cá quá trời bạn ơi. Có không? Có đụng không? Không có trời. Thì là nó chạy rồi. Ê ơi, đây con, đây con. Ôi các bạn ơi, đây một em cá rô nha các bạn. Con này thì bự quá, mình sợ con bìm bìm ăn không nổi nha. Bây giờ mình sẽ bỏ vô. Kiếm con nào vừa tầm thôi, với bự quá anh ăn không nổi. Con lấy cái nơm, con nơm dễ dính hơn, con mò tay khó lắm. Dạ. Ủa cá lóc có không? Không lẽ cá lóc đi mất tiêu luôn ta. Hả phát triển nó mới đụng cá lóc nhảy. Ê, bỏ dính con rồi bạn ơi. Ôi nó bự nè. Ở trên một ghế với cha. Trời ơi nó chạy luôn rồi. Ai chạy ai ngoài chạy đâu mà khỏi. Chạy đâu mà khỏi nha. Yeah. Chiều nay mình có đồ ăn các bạn ơi. Có không? Chúng mánh rồi, chúng mánh rồi. Vậy là mình phát hiện cái mương này khá là yêu bạn ơi, không ai bắt đây chân à. Thì lý do là mùa nắng rồi, những cái mương kinh này kia nó cạn nước lại bạn. Mình phát hiện cái mương này quá là ngon rồi. Khá là lý tưởng luôn. Chính không con trai cá gì vậy? Cá mấy cá phi chơi. Vậy là cái đìa này cá phi khá là nhiều bạn ơi. Nhưng mà cá lóc nãy như mất tiêu luôn rồi. Bỏ vô. Bỏ vô. Bỏ vô. Rồi được 3 con các bạn ơi, 4 con rồi. Ở dưới đây còn con nữa cha, còn 2 con luôn. Hay vậy ta. Đúng mánh rồi. Ở con này bự chẻ không chơi. Bự không? Bự quá bự luôn. Rồi bỏ vô, bỏ vô. Bự quá nó kẹt đây luôn rồi. Trời cha thấy con nôm giỏi không cha? Quá giỏi luôn mà, nãy giờ chưa dính cá nè. Còn không? Còn chơi. Giờ cho bắt cho. Nè chứ bắt đi cha. Nó bự lắm luôn á cha. Trời ơi con cá quá là bự bạn ơi, không có lọt ra luôn nè. Ờ như vậy mình đã bắt được một con bạn ơi. Yeah, nãy giờ mình bắt cá giỏi quá trời luôn ạ. Ủa của con mà cha. Ủa con này con bắt được á hả? Con nôm giống mà cha. Ok rồi. Như vậy là khá là nhiều bạn ơi. Tiếp tục nha. Mình hy vọng sẽ có cá lóc khổng lồ đây nha, tại vì mời cô ăn hết thì phát triển ơi. Cho mọi người đi cha. Mọi người nó quá sâu luôn rồi. Cái mương này có hàng ớt nha bạn, nhưng mà mình phải cần cây ngoéo nha. Bữa nào con mình làm cây ngoéo dài thì bắt ớt được rồi. Có cái hàng ớt nè. Nãy con thấy, ui, có gió cá phi chạy
ơi, cá khô. Mình sẽ kiếm con cá cho bị bịp mình ăn, ngày nãy giờ nó đói bụng quá trời luôn, không có cá cho ăn. Mà cá bự quá trời, có cá nhờ cá bự. Kiếm cá đồng tông á, ăn nhỏ á. Con cá gì bự dữ hả? Cá phi luôn trời. Phi luôn hả? Trời, hát chị nó hay dữ rồi ta. Cá phi, cá lóc, con trai. Cá phi trời. Ôi, cá lóc, thôi cá lóc mới chạy. Ơi, đây một con cá phi bằng nó chuối nè. Trời ơi, ở đây quá trời cá bạn ơi. Trời, cá lóc đi chơi, nó dĩ mạnh quá. Dạ. Con mò mò nó chú gì lắm nè, trời ơi quá trời luôn rồi. Hỏi nhiều dữ vậy? Hỏi nhiều nè. Quá trời luôn trời. Con cá phi này khá chiêu to khổng lồ luôn, bự bự à. Hỏi nó bự. Quá là bự luôn bạn ơi. Cá bằng cầm tay bự luôn. Cái con nôm ghê không cha? Trời ơi con này nó bự rồi các bạn ơi, cá phi này khổng lồ luôn. Cái con nôm ghê không? Trời ơi quá dữ luôn. Cái kiểu nôm hay dữ rồi ta. Hồi nãy giờ mình bắt cá. Ôi dính nữa gì vậy trời? Không có cá dừa con bị bịp mình ăn nha. Ôi dính nữa. Dính nữa hả? Cá bự cỏ hình như có lóc gì vậy? Đây các bạn ơi, mới bắt được con này là dừa cá bị bịp mình ăn bạn ơi. Cá này dừa bị bịp mình ăn luôn nè. Bây giờ sẽ cho bị bịp mình ăn, ngay nãy giờ nó đói bụng quá trời luôn rồi. Mà nó nói mình đi săn nãy giờ không có gì cho ăn nè. Nè ăn đi con, đó. Rồi xảy xuống rồi. Trời ơi không được thân gì hết trơn, hồi lụm nha. Nó còn trong đó đó. Đây đựng con nha bạn. Quá trời. Trời ơi cá bự vậy bác Kiển. Cái gì bự vậy? Bự không tướng. Cá lóc cái gì vậy? Con biết rồi cha. Ôi cá lóc bạn ơi. Cá lóc này, cá lóc này. Con cá này da lắng lá bạn ơi, cá lóc cái gì rồi? Ôi ở dưới đó có con cá bự nữa cha. Trời nó ra anh con ơi. Bỏ đi rồi. Quá đã rồi. Dính được em cái lóc bạn ơi. Con nôm hay không? Trời ơi được con cái lóc bạn ơi, đã dữ người ta nha. Yeah. Hồi con cá này hồi nướng ăn đã bạn ơi. Còn con nào không cha? Như vậy là được con cái lóc rồi. Còn cá phi cha dở rồi, dở. Con dở bắt đây cá phi. Ôi con. Đâu rồi? Khúc cây. Ôi trời, đây. Bạn này rồi cũng nhắm tâm tới. Quá trời cá bạn ơi. Dính nữa. Cắt mỏi tay luôn, sao cái mương này cá dữ vậy ta? Trời ơi cá nè, bạn coi nè nó lên hết trơn à. Hồi nãy giờ bắt đằng kia là nó động lại đây nha các bạn. Nó động nó dồn lại đây nè. Quá trời cá luôn rồi. Nôm một lần hai ba con luôn trời. Quá trời cũng mảnh luôn. Con này hình như nôm 4 con luôn trời. 4 con luôn hả? Ở đây cha nghĩ con không cần nôm nữa. Đây con cá này. Cá đồng tông bắt nha con. Miếm nè. Nãy giờ miếm nó chưa có đồ ăn. Trời ơi đây sơ sơ cũng đụng với con nữa nè. Quá trời cá rồi ta. Quá trời luôn trời. Đây con nước. Ôi đây sao cá dữ vậy ta, các bạn coi nè một bịch đầy luôn rồi. Quá trời nhiều luôn rồi. Còn nữa rồi cha. Còn nữa hả? Nhưng mà nhỏ trời, nhỏ. Ôi ôi, quá trời cá rồi. Chúng mánh luôn rồi. Cha nghĩ là đây sẽ có cá lóc bự nha. Bạn coi nè. Chỗ nó bự nhiều. Ủa nhiều bạn ơi. Vậy các bạn cho cha Kiển ơi. Cái quá là nhiều rồi. Ủa nó chạy. Ôi có lóc bự bạn ơi. Cái đầu nó kìa. Trời cái đầu nó bự kìa. Nó bự, cái đầu nó bự quá Kiển ơi, cái lóc bự nè. Để con nam chơi, từ từ nghe con trận đây nha. Ta sẽ đuổi xuống nha. Đừng cho nó nhảy qua bên kia nước bắt không được nha. Ôi có cái lóc trên bờ kìa. Ôi cái lóc bự kia mà nó nhảy lên kia kìa. Ôi giời trúng bánh rồi. Ôi nó nhảy lên kia bạn ơi. Quá đã không chơi. Như vậy là mình trúng bánh là tại vì cái mương này là nó cạn là không ai phát hiện bạn ơi, nếu phát hiện là ta bắt hết rồi. Con cái đây con trận lại nha. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm mình đắp mình tát lại nha. Bạn coi nè. Đắp lại chơi. Đắp lại. Mình tát luôn. Con đứng đây nha. Đứng đây. Cậu đứng đây chặn lại luôn rồi chơi. Nó cái gì xuống à. Bắt lại. Nó xuống rồi bắt liền nha. Thấy gọi chạy vô đích luôn rồi. Bắt lại. Đây nè. Tụm đậu, tụm đậu. Đậu á. Bỏ đây. Bỏ vô cái bịch đó con. Trời ơi, cái lóc các bạn coi đầu nó bự kìa. À, nó bự chút bánh rồi. Ủa đã. Như vậy là ngày hôm nay mình phát hiện cái mương này khá là nhiều cá bạn ơi. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ trải nghiệm mình bắt cá nha. Con hành bịch cho cha bắt Kiển ơi. Dạ. Bắt cá là hành bịch đó. Nhẹ lên. Hành đó. Trời ơi, cái lóc này cả tí luôn, bạn nó bự nè, cái đầu của nó nè. Các bạn coi nè. Quá là khổng lồ bạn ơi. Ơi, 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 ơ
thôi. Nó chạy lên chảnh rồi cha ơi. Phát triển ơi, con đường hết hồn phát triển. Dạ. Đây nè. Ủa? Nhưng mà đây nè các bạn ơi. Ủa? Ủa ơi, khá là thành công luôn bạn ơi. Quá đẹp trời ơi. Các bạn ơi, con cá lóc này cả ký luôn bạn ơi, quá trời bự bạn ơi, trúng bánh rồi. Trời ơi, cái đìa này sao cá khổng lồ dữ vậy ta. Ôi ôi, quá đã, phát triển ơi, còn nữa không? Còn cá kia bạn coi nè. Bây giờ mình lại mình quay cho bạn coi cá lóc mà nó lên kia nằm luôn bạn ơi, đó đó đi. Còn cá lóc đó để con bắt chứ trời. Đó lại bắt quay cho bạn coi đi. Trời ơi, mình bắt ở đây đâu cũng lại được kia nào luôn rồi. Ok, mình sẽ làm bắt cá lóc nha các bạn. Ở cá lóc này bắt chắc chắn 100% được rồi. Phần ơi, giờ mình sẽ chỉ các bạn cách bắt cá lóc mà không bao giờ xảy được luôn nha các bạn. Phần ơi, giờ mình sẽ chỉ các bạn cách bắt cá lóc mà không bao giờ xảy được luôn nha các bạn. Đó, đầu tiên là ví dụ con cá lóc làm vậy. Ui. Đó, đầu tiên là ví dụ con cá lóc làm vậy. Ui. Ủa con nó không xảy, con xảy vô kìa. Con chưa kịp bắt nữa chơi. Thôi giờ mình lên coi trên đây nha bạn. Đó thấy không? Ví dụ như nó nằm như thế các bạn. Tới giờ mình đè xuống như này. Mình đè chặt xuống nha bạn. Đó. Mình bóp chặt vô nè. Xong mình cầm đầu nó lên như nè bạn. Đó, vậy là lên được con cá lóc nha bạn. Quá đơn giản luôn. Đó giờ mình sẽ bỏ vô. Không giờ thấy luôn trời. Bỏ vô. Không giờ thấy. Vô. Như vậy thì cũng được một con nha bạn ơi. Trời, trúng bánh là ngày nay mà được một bịch cá quá trời bạn ơi. Lấy hai con bay lên bờ luôn á cha. Đó bạn ơi, thì sao buổi trời thì bây giờ mình sẽ kiểm tra thành quả rồi bắt được bao nhiêu nha. Dạ. Đó thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm mình đếm thử bao nhiêu con nha. Dạ. Xích đây để cá lóc nó nhảy là tới một chuyện nha. Cá lóc là nó cái loại bay nhảy dữ lắm. Các bạn coi nè, trời ơi cá lóc này có ký mấy các bạn ơi, quá trời bự luôn rồi. Trời ơi, đây còn cá lóc sót lại bằng cái rô nữa nè. Quá đã luôn. Quá nhiều luôn, thì bây giờ mình sẽ nướng ăn phát triển rồi, quá là nhiều luôn rồi. Thôi cha, con nghĩ cha nên thả bớt đi chơi chứ dù gì á cha, như đây mình ăn cũng không đủ nha. Ủa ăn cũng không nổi. Không nổi phải không? Dạ. Trời ơi, thả có nào bây giờ mình sinh tồn phải bắt ăn hết chứ con. Mình thả con cá phi đi chơi, còn mấy con cá lóc của cha nó không có xương á, mình để lại cha. Nghĩa là con phải thả bớt phải không? Dạ. Ok, bây giờ mình sẽ bắt cá lóc lại nha các bạn. Cá lóc đồng nè bạn coi nè. Trời ơi, nhưng mà mùa này nó cũng khá là mập luôn, có con này hơi ốm nha bạn, cái đầu chờ giờ nè, bự nè. Con này ốm gì cha? Trời ơi, nó bự nè. Mấy con cá lóc nè. Ồ, cả chục con cá lóc nhiêu, được mấy con? À, không tới chục con bạn ơi. 3 4 5 con à. 5 con khá là bự luôn bạn coi nè. Ừ thôi còn cá phi không à, hai cá rô đồng nha bạn, mình bắt cá đây nha, rồi hai cá đi vô mình bắt thì mình nuôi kiển nha. Đó thì mình bắt thêm mấy cá con bự nha bạn. Dạ. Đó thì mình sẽ bắt mấy con cá bự nha, còn mấy con cá này mình sẽ thả cho nó đẻ nha, khi nào nó đẻ đông mình sẽ bắt nó lại nha. Dạ. Đó mình sẽ thả đi. Đi đi em ơi. Bây giờ mình sẽ thả cá bự, còn cá nhỏ trong đây là nãy mình bắt cho mình biệp ăn, mình chưa có lựa ra nha bạn. Hồi cho mình biệp nó ăn nha. Đó ra đi. Ồ mấy cá này mình cứu sống luôn nha bạn. Tại vì mình không bắt là vài bữa mùa khô là khi nước nó cạn hết là cá nó cũng sẽ ngụm của tỏi nha. Đúng không? Cá bơ về mặt nước. Đó đó, thả đi nè. Còn có con cá này bự rồi cha. Rồi thả. Rồi, thì bây giờ mình sẽ rửa lại cho mình cho con bịp nó ăn nha bạn. Nãy giờ bịp nó đói quá trời luôn á. Đang phát triển. Nè con bắt sẵn với con cá nhỏ kìa. Đó bây giờ mình sẽ trải nghiệm mình cho bịp nó ăn, nó đói gì lắm rồi. Con bắt con bịp vào đây, để bịp vào đây. Nãy giờ nước nhiệt luôn rồi chơi. Ngày nay á con mì bẹp này đi sinh tồn khá là cực khổ mệt mỏi nha bạn. Tại vì đây lần đầu tiên đi sinh tồn với mình nó khá là mệt mỏi luôn. Nó chưa có quen được cái vụ mà đi bắt cá nha bạn. Thì mình tập nó đi lần lần vậy nó quen, nó sẽ tự tìm thức ăn sau nha. Đó. Giờ mình tập đi cho nó dạng này bà con ăn nó con. Nè nè con. Đó bạn thấy không, nó nuốt con cá này thấy chưa? Đây con cá nãy mình làm rớt nó chưa có ăn được nữa nè. Giờ mình sẽ lượm lần rút nó lại nha. Nè ăn đi con. Nè nè con. Nè con. Ơ bạn ơi, thì sau buổi trời trải nghiệm thì được như đây nha. Thì nãy mình đã thả mới nha. Thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm nướng ăn hết bạn ơi. Quá đã luôn rồi. Thôi cha con nghĩ cha để lại vài con cá lóc đi cha, để nấu cháo cho bà nội ăn đó cha. Trời ơi, công nhận phát triển nó có hiếu thiệt chứ. Tại vì bà nội không có răng phải không? Dạ bà nội răng yếu á cha. Rồi bây giờ mình sẽ mặn mấy cá lóc vừa thôi bạn ơi, vừa cho bà nội phát triển con cá lóc bự phải không? Dạ. Ok.
A few moments later. Đó các bạn ơi, thì sau hồi nướng cá thì bây giờ thì nó đã chín rồi, quá thơm bạn ơi. Giờ mình sẽ thưởng thức nha. Trời cha, cha không nhận thôi anh Thiện cha. Mình đi vòng 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 cha, hồi mình gặp được cái mương toàn là cá không anh cha. Mà cũng nhờ cha, nếu mà có con á là đi vòng vòng không có cá đâu. Cha biết chỗ nào có cá nè. Trời cha, cha, cha đi cái mương nước không rồi. Con đi con kiếm chỗ cạn cha mới có cá đó. Trời ghê chưa, ghê chưa. Đúng rồi bạn ơi, thì nói chung ngày hôm nay mình cũng nhờ phát triển ngang nó tinh mắt đó, lại thấy cái mương này cạn khá là nhiều cá luôn. Thôi thì bây giờ mình sẽ thưởng thức nha. Bỏ chín rồi bạn ơi. Cha thưởng thức trước đi cha. Đó, ôi mình mới vừa nướng chín nè, nó nóng rồi bạn coi, lên khói nè, khói nè bạn ơi. Bây giờ mình bốc là nó nóng luôn nha. Ôi nó nóng nè. Đó, mình sẽ lấy cái cây này mình vít nha, nó khá nóng nè, coi cái cây nè, ổng tay con luôn á. Bạn coi nè. Trời ơi khói nè. Mình tưởng nó không chín ăn rồi, chín hết trơn bạn ơi. Trời ơi đã. Ôi mình cầm cái tay. Ôi da, nóng quá bạn ơi. Đây, chấm miếng muối tiêu các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ thưởng thức món cá nướng nha bạn, ngoài đồng nha. Coi thử coi nó ngon cỡ nào nha. Đây, mời các bạn nha. Thơm ngon mời bà Nành nha. Tôi đây không chờ được nữa, giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Ôi nó ngọt quá bạn ơi, tại vì con cá lóc thiên nhiên nó dẻ khác à. Cái thịt nó ngọt ngay luôn hết vậy. Còn ăn được không? Dạ được dạ. Đó các bạn thấy mình lột da nhìn đã không các bạn? Ôi, xẻ một miếng thịt bự nè. Trời cha, cha coi con ăn này cha. Mời các bạn cùng mình ăn cá lóc thiên nhiên với mình nha. Ngon con trai. Cá lóc thịt nó chắc hay chấm như thế này ăn chay chua chua mà mặn heo không có gì tả luôn cha. Ngon phải không? Dạ. Đó thì trước khi mình ăn mình cũng phải mời con mềm mềm của mình chút chứ, tại vì mình vẫn có sinh tồn mà không lẽ mình không cho nó ăn. Thì mốt mình đủ đi nó đường đi rồi phải không? Bây giờ mình sẽ cho nó ăn miếng cá chín nha. Các bạn coi là ngày nay con chim mềm mềm đi với mình, thấy mình mày nó dính sình lầy không à. Tại mình lo bắt cá. Cá nó dễ sao mà dính sình lầy không à. Ăn đi con. Nó no rồi. Nè. Nè, ăn đi. Ăn không? Nè nè. Đó đó, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đó. Mì mốt à, anh Tư rủ đi, em đi nữa nghe không? Nói chứ mì mịp mình cũng phải tập nó từ từ nha bạn. Tại vì khi mình nuôi nó mình dập dần dần chứ. Không cái đùng cái mình thả ngoài thiên nhiên là nó bay đi là mất tiêu luôn nha. Đó thì ngày nay thấy nó cũng khá là dạng rồi đó. Mà cha cũng thấy mềm mềm nè, hên mấy anh cha gặp đúng cha gặp pha ke nó leo lên cái dừa bắt được mềm mềm này hả cha. Đúng rồi, thì bữa cũng nhờ mình đi săn đêm mình mới gặp được nha bạn. Đó thì mình thử cá phi coi chín chưa nha. Cá phi này thì mình thấy thịt nó cũng khá là dẻ luôn nè. Phát triển thấy không, thịt nó dẻ khác không chuyện thấy không. Rồi, mà con ăn thử thì ngon không? Ngon quá, một miếng bự ăn miếng ngon. Rồi mời các bạn ăn thịt cá phi với mình nha. Thử cha, thử cá phi cha nó dễ không bằng cái lóc nhưng mà vẫn ngon như vậy cha ơi. Dạ, yeah, để cho thử mới biết nha. Chấm lên miếng. Ép này vô. Và các bạn nha. Thịt cá phi thì nó béo hơn cá lóc các bạn ơi. Tại vì cá lóc thì nó dễ thiệt nhưng mà nó không béo bằng cá phi. Cá phi quá béo luôn. Quá đã bạn ơi, ngọt ngay luôn. Nó ngon. Rồi sau hồi ăn thì không có còn gì nữa bạn ơi, sạch bóng bây giờ này. Còn xương không à. Phát triển còn gì phát triển? Còn trứng rồi cha ơi. Trời ơi, còn cái trứng nữa bạn ơi, nó bỏ đành không đành hay gì á. Đó. Trời ơi, lâu lâu mới được sinh tồn dẹp với cha nên con phải ăn như hết rồi. Vậy hả? Đó, nó chưa phát triển. Quá no luôn rồi cha ơi. Thì ngày nay con có cảm nhận gì khi mà con cùng với cha đi săn bắt sinh tồn với chú Mềm Mịp, vui không? Dạ quá vui luôn cha. Các bạn nhớ cho like nhiều nhiều để mình để cha mình còn dẫn mình đi săn nữa nghe các bạn. Đúng rồi, phát triển ý nói mình đi với nó hơn đó các bạn ơi. Thì ngày hôm nay mình đã trải nghiệm đi sinh tồn và săn bắt với chú Mềm Mịp thì cũng khá là may mắn các bạn ơi. Phát hiện cái đìa kia thì nó cạn rồi, có những em cá ở lại thì trời có rất nhiều cá khủng nha. Thì mấy cá này giờ là con tính sao? Mấy cá để cha giờ mình đem vô cho mình nấu cháo cho bà nội đi cha. Có hiếu ghê các bạn ơi. Các bạn ơi, thì ngày nay thì mình cũng đã sinh tồn khá là thành công nha. Nếu bạn yêu thích video hãy cho mình một like, một ký, một chia sẻ và xin hẹn gặp lại bạn ở những video lần sau. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.